Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị cuốn sách Giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế. Thầy Duy Ni là tác giả của cuốn sách. Ông là một chuyên gia tư vấn tâm lý cũng như giáo dục gia đình, có nhiều năm kinh nghiệm. Ông nghiên cứu tâm lý học phương Tây kết hợp với tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc trong việc hỗ trợ nhận thức, từ đó thay đổi cảm xúc và hành vi. Con người là một thực thể được cấu tạo bởi các yếu tố hoàn cảnh và số phận. Nhưng do hạn chế về mặt nhận thức và cảm xúc, thật khó để nói rằng chúng ta đã làm chủ được chính mình. Cuốn sách Giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế, giải mã về trị liệu nhận thức một cách hoàn chỉnh. Mỗi luận điểm tác giả đưa ra đều gắn với những ví dụ sinh động, giải thích tỉ mỉ, tường tận về sự hình thành của nhận thức, ảnh hưởng của nhận thức và làm thế nào để thay đổi nhận thức. Thay đổi bản thân là một quá trình dài và gập ghềnh, phải có đủ lòng kiên nhẫn và dũng cảm để đào sâu và gieo hạt giống cho sự đổi thay vào trong nội tâm thì sự thay đổi cơ bản mới thực sự diễn ra. Nhận thức và hành vi có ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, sự thay đổi thực sự nhất định phải đi kèm với sự thay đổi về nhận thức và hành vi. Thưa quý vị, do yêu cầu của xã hội ngày nay mà có rất nhiều người theo đuổi sự hoàn mỹ, ép bản thân phải làm được những điều vượt quá khả năng của mình và từ đó cũng đã nảy sinh ra những khúc mắc về mặt tâm lý. Vậy làm thế nào để giữ vững được một tinh thần ổn định, vững vàng giữa một xã hội cạnh tranh? Làm thế nào tìm được chìa khóa của sự hạnh phúc trong một thế giới bận rộn? Đó cũng chính là điều mà tác giả muốn chia sẻ tới các độc giả trong cuốn sách này. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay chị Đỗ Trang, trưởng phòng tham vấn học đường trường Marie Curie. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Xin chào MC Hải Linh. Xin được chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chị có nhận xét gì về tiêu đề của cuốn sách cũng như là thông điệp mà tác giả đặt ra? Đó là giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống một cuộc đời tươi đẹp hơn thế. Có nhiều người khi đến tham vấn tâm lý, đa phần cái câu mà họ lặp đi lặp lại, giá thời điểm đấy tôi không, giá thời điểm đấy. Và tôi nghĩ là một người vừa là rất là am hiểu về nhân sinh quan, là một người mà có thể đã từng tiếp cận với rất nhiều thân chủ, với nhiều khách hàng, cho nên thầy Duy Ni đã chọn cái vế như một lời, một cái tiếng của chính cái người đại diện, cái thân chủ mà họ đã đến với thầy. Giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế. Và vế thứ hai thì tôi nghĩ là nó lại là một mệnh đề mà thầy mong muốn khẳng định lại. Bởi vì có thể là sự tiếc nuối, có thể là đã là những thứ đã qua, nhưng tất cả những thứ đã qua không phải là những thứ chúng ta không thể xây dựng một nền tảng tốt đẹp hơn. Vậy nên là cái vế thứ hai, cái sự nhấn mạnh vào ta đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn, thì cái việc mà thầy khẳng định rằng là cái cuộc đời tươi đẹp nó vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Vâng, thưa chị, có rất nhiều người họ phải gặp thất bại vì là họ đặt ra cái mục tiêu quá lớn cho bản thân. Và rất nhiều bậc phụ huynh cũng đang kỳ vọng một cách thái quá vào con em mình và đã vô hình tạo ra áp lực khủng khiếp lên các con em của mình. Vậy thì các bậc phụ huynh sẽ cần phải nhìn nhận điều gì đây để có thể đối diện thực tại và tìm ra cái hướng đi mới giải quyết vấn đề này? Các bậc phụ huynh có thể nhìn thấy mục tiêu dài hạn là sau này con tôi sẽ trở thành một du học sinh, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng nếu đấy là mục tiêu dài hạn thì họ cần nhìn nhận và chia nhỏ những mục tiêu ngắn hạn. Khi họ có cái lộ trình chia nhỏ từng cái giai đoạn thì cũng giống như người ta bước từng bậc thang vậy, sẽ đỡ cái việc là người ta phải quá sức. Kể cả trẻ con cũng thế, bước quá sức thì sinh ra những cái hội chứng như là đột quỵ. Thực ra nó cũng là một chiến thuật tâm lý mà trong này thì bằng một cách nào đấy tác giả đã chia nhỏ các lộ trình về nhận thức câu chuyện, đo lường cảm xúc, rồi những cái tư duy tập quán, tất cả những cái yếu tố vùng ảnh hưởng. Trong những lần thất bại của chị thì thất bại nào khiến cho chị nhớ nhất và sau đó thì chị đã rút ra được những bài học gì ạ? Cái lần mà cảm giác như là mình đã từng thất bại, mình đã từng gục ngã thì có lẽ cái sự kiện mà hầu hết khi chia sẻ ra rất nhiều người sẽ nhớ đến, đấy là cái sự thất bại khi mình thi trượt đại học. Nó giống như là một cái mà nếu như chúng ta nghĩ rằng con đường đại học là con đường duy nhất để sau này mình có một công việc, để sau này mình có thể đi ra khỏi cái ngôi làng của mình, cái ngôi nhà của mình, để sau này mình có thể thành công, để mình có thể đạt được những cái điều kỳ vọng của ông bà bố mẹ. Tất cả những điểm đấy nó tạo ra cho mình một cái thất bại rất là lớn, một sự khủng hoảng mà người ta nói là có thể trầm trọng hơn là sự bế tắc.
Bởi vì nếu là con đường cuối cùng thì khi thất bại chúng ta đã không biết đi tiếp như thế nào nữa. Con người ta thì làm được, tại sao con mình không làm được? Và bố mẹ thì cho các con hơn cái điều kiện như thế sẽ tạo ra cho các bạn ấy những cái sự thất bại nhỏ và đến những cái thất bại lớn. Và tôi nghĩ là thật sự đáng tiếc nếu như cha mẹ không có những cái đồng hành tâm lý để hiểu rằng con mình ở đâu là được, và từ đấy sẽ hỗ trợ con phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, thấu hiểu bản thân, đón nhận tất cả ưu khuyết điểm, bạn sẽ biết cách khoan dung và tự hào về chính mình. Học cách thấu hiểu người khác, không cưỡng cầu hay đặt quá nhiều kỳ vọng cho nhau, bạn sẽ thoát khỏi những đau khổ từ các mối quan hệ. Chỉ cần thay đổi được nhận thức, bạn sẽ biết trân trọng mình, từ đó có được một cuộc sống tự tại và hạnh phúc. Trẻ em bị trầm cảm gia tăng, rối loạn sức khỏe tinh thần khiến các em luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, sợ hãi, kém tập trung. Có em lạm dụng rượu, thuốc lá, thậm chí là tự sát. Có tình trạng trên, một phần là do hậu quả của sự kỳ vọng từ cha mẹ, đặt áp lực lên con cái, trong khi cha mẹ không chịu nhìn nhận khả năng thực của trẻ. Rất nhiều đứa trẻ đã tìm đến cái chết để giải quyết cái sự trầm cảm, u uất của mình. Có thể chúng chưa tìm được nơi chúng có thể chia sẻ. Chúng ta phải đặt lại câu hỏi làm sao? Hãy nhìn lại chính bản thân chúng ta. Giá như lúc đó chúng ta có lựa chọn khác, suy nghĩ khác, con cái của chúng ta đã không bị trầm cảm. Giá có thể nghĩ khác đi, sự hối hận của phần lớn các bậc phụ huynh khi họ vô tình đẩy con mình vào bi kịch. Đây cũng là nội dung mà tác giả phân tích, mổ xẻ kỹ trong cuốn sách, để mỗi chúng ta sẽ không phải hối hận nhiều lần trong cuộc sống. Làm công tác giảng dạy và chủ nhiệm rất là nhiều năm, tôi đã chứng kiến rất là nhiều câu chuyện thương tâm. Khi mà chứng kiến cái đứa trẻ nó bị căng thẳng, cảm thấy bất an, luôn ở trong tình trạng bất an, bởi vì cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào chúng. Mong muốn và kỳ vọng thì không sai. Tuy nhiên, nếu bố mẹ không tìm hiểu mong muốn của con, không đặt mình vào vị trí của con, thì rất là dễ dàng sẽ tạo ra cho con những cái sự căng thẳng, mệt mỏi và lo âu. Mỗi người sinh ra thì đều có những sở trường khác nhau, cũng như có tính cách khác nhau. Chúng ta rất là khó để có thể hướng một bạn thực sự có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc hay lĩnh vực nghệ thuật để làm những công việc như bác sĩ hay là kỹ sư. Hay là khả năng của con mình chỉ có như vậy, chúng ta lại không thể nào bắt các con thi vào những trường có điểm cao hay những trường chuyên lớp chọn. Cha mẹ nhìn nhận đúng năng lực của con cái, đồng nghĩa họ sẽ biết đặt con ở đâu để trẻ phát huy được thế mạnh mà con có. Biết đủ, biết đúng, cuộc sống sẽ tươi đẹp. Trong cuốn sách này thì tác giả cũng chia sẻ một nhận định rằng là thực tế là điều mà chúng ta chưa có thể thay đổi ngay được. Nhưng nhận thức là cái mà có thể thay đổi được. Và tác giả đưa ra một ví dụ là dụ như là năng lực học tập của con em mình chẳng hạn. Thì chưa thể một sớm một chiều mà học giỏi lên ngay được. Nhưng nhận thức của cha mẹ là cái có thể thay đổi được. Và biết được năng lực thực sự của con mình ở đâu. Từ đó là không gây ra những áp lực cho con. Thì chị nghĩ sao về quan điểm này của tác giả? Nếu mà chúng ta không thay đổi cái nhận thức của chúng ta về câu chuyện đấy, tức là chúng ta cứ nhận thức rằng là đương nhiên đứa trẻ là phải giỏi rồi, nhà nào được con cái bình thường thì cũng học được. Nếu nhận thức chúng ta là như vậy và áp đặt lên trên khuôn mẫu của toàn bộ trẻ con, tức là thiếu đi cái tính cá thể hóa, bởi vì mỗi đứa trẻ là một thiên tài khác biệt. Tôi khẳng định mỗi đứa trẻ là một thiên tài, nhưng mà mỗi đứa trẻ có một điểm mạnh riêng biệt. Và trong tâm lý học thì chúng tôi hay ví von đấy là người ta không thể bắt một con cá leo cây. Vậy cho nên là hãy hiểu đứa trẻ, hãy hiểu những điểm mạnh của đứa trẻ để xếp cho nó những cái bộ năng lực phù hợp. Còn những bộ năng lực chưa phù hợp thì cần khuyến khích, dạy bảo thêm hoặc là chia sẻ thêm các kỹ năng. Nó mới có thể phát triển một cách toàn diện. Ngay từ đầu tiên họ sẽ hỏi con anh học tập có giỏi không? Và đấy là của cái thế kỷ 20 chẳng hạn. Và bây giờ tâm lý học ấy, người ta nói rất là rõ ràng. Nếu bạn thực sự hiểu thì bạn sẽ không còn hỏi là có giỏi không nữa, mà sẽ hỏi là con bạn giỏi như thế nào. Nghĩa là chúng ta phải khẳng định rằng mỗi đứa trẻ nó đều có những cái yếu tố riêng biệt, nó đều có những điểm mạnh riêng biệt. Nhưng giỏi như thế nào thì điều đấy cần chúng ta chứng minh. Nhận thức được ví như một cái cây với lớp rễ đào sâu dưới đất. Chỉ khi nào đào được tận gốc rễ vấn đề thì chúng ta mới có thể xóa bỏ nhận thức cũ, từ đó xây dựng một nhận thức mới. Chị có bình luận gì về cách tác giả hướng dẫn chúng ta
từng bước thay đổi nhận thức trong cuộc sống ạ. Trong tâm lý học mà ông ấy đã ứng dụng để thể hiện rằng là có đôi khi những cái tiềm thức hoặc vô thức nó tồn tại trong chính chúng ta mà chúng ta không biết được. Chúng ta làm nó như một thói quen và chúng ta cho rằng nó đúng, nhưng chính nó ảnh hưởng và làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Vậy thì cái nhận thức mà thầy đưa thì chúng ta cần thay đổi từ cái rễ, gốc rễ của cây, và nhận thức đúng trong cái câu chuyện bất cứ một hành vi nào thì sẽ cần xem là sau hành vi đấy là câu chuyện gì. Trước một hành vi đứa con chống đối thì hãy xem ở bộ rễ đấy câu chuyện gì dẫn đến đứa trẻ chống đối. Có thể nó chống đối mẹ bởi vì mẹ không bao giờ tin tưởng ở đứa trẻ, hoặc là đứa trẻ cảm thấy rằng là nó vô tác dụng chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra cái hành vi bên ngoài là chống đối. Nhưng cái rễ nhận thức ở trong cái điều đấy mà tác giả muốn gửi gắm đến chính là cái phần mà người ta cần nhìn, cần đào sâu để tạo ra cái giá trị, và từ cái giá trị đấy nuôi dưỡng lên, thay đổi cái nhận thức, tạo ra những nhận thức đúng, nhận thức cài đặt tư duy tích cực và phù hợp, thì chắc chắn là sẽ tạo ra được một cái sức khỏe tinh thần lành mạnh, hoặc là một cái sự phản ứng, ứng phó với xã hội, cuộc sống phù hợp. Mọi thứ đều bắt đầu từ suy nghĩ. Mọi sự việc hiện tượng diễn ra trong cuộc sống đều có mặt tích cực và tiêu cực. Sự việc tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào góc nhìn vấn đề của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ về một hướng tích cực thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự việc đó không quá kinh khủng, sự việc đó mình có thể giải quyết trong tầm tay của mình, và nó đưa cho chúng ta đến đó chính là việc lựa chọn giải quyết nó như thế nào để nó biến thành một bài học hay nó biến thành một trải nghiệm của chính bản thân mình. Nhưng khi chúng ta vẫn giữ đó là những suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta sẽ cảm thấy ồ, có thể mình đang tệ hại quá, ồ, sự việc này quá kinh khủng, mình làm sao để vượt qua được nó một cách dễ dàng. Vậy điều này đem đến đó chính là hành động của chính những bạn đang suy nghĩ tiêu cực sẽ là có thể mình sẽ né tránh sự việc đó, mình có thể sẽ không đề cập đến nữa, mình sẽ giải quyết nó bằng chính đánh giá trên chính bản thân của mình. Yêu thương bản thân không đơn giản. Chỉ khi nào thay đổi tư duy, bạn mới sống hòa bình với chính mình. Tác giả cho rằng sự kiện hiện tượng đến với mình sẽ không thể thay đổi. Chỉ có nhận thức của chúng ta thay đổi để thích ứng với thực tế cuộc sống. Tôi tin chắc rằng là nếu mà chúng ta buông bỏ tất cả những cái kỳ vọng đó, nhận định đúng một chút về cuộc sống rằng không có gì là hoàn hảo cả, kể cả bản thân của chúng ta cũng như vậy, chúng ta thay đổi một chút suy nghĩ, hành vi của chúng ta thay đổi thì chắc chắn là chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc hơn rất là nhiều. Có nhiều người đã từng tổn thương trong quá khứ, nhưng có người nhận ra và người không, do cách nhìn nhận vấn đề có nghiêm trọng hay không. Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào tiềm thức của mỗi người. Vì vậy mà cách nhìn nhận và đối diện với mọi vấn đề đúng mực sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta luôn tươi đẹp. Được biết chị Trang hiện đang là trưởng phòng tham vấn học đường của trường Mercury. Và chị cũng đã giúp rất nhiều các em học sinh vượt qua những cú sốc về mặt tâm lý. Vậy thì đã có trường hợp nào từ câu chuyện của các em học sinh chị chia sẻ tới các bậc phụ huynh và giúp các bậc phụ huynh tìm ra được hướng đi mới trong cách giáo dục con, và quan trọng nhất là giúp cả gia đình tìm lại được sự bình yên, sự hạnh phúc hay chưa? Con đến với phòng tham vấn học đường khi đấy là con đã rơi vào trạng thái trầm cảm rất là nặng. Đứa trẻ ăn uống tại trong phòng và đã cắt tay rất là nhiều lần. Và đấy là một cái trường hợp đến nay có gọi là thành công không thì tôi nghĩ là chưa khẳng định là một ca thành công nhất, nhưng là một cái mà rất rõ ràng trong quá trình nhận thức, sử dụng cái liệu pháp nhận thức hành vi trong hỗ trợ gia đình. Sau khi đọc xong cuốn sách này, theo chị mỗi người chúng ta sẽ đúc kết được cho bản thân những kinh nghiệm gì khi muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Trong một trang giấy có rất nhiều điểm để bạn có thể đặt góc nhìn. Có người sẽ nhìn vào những cái chấm đen, có người sẽ nhìn toàn bộ vào tờ giấy trắng. Có thể đôi khi bạn cần phải nhìn vào chấm đen, tức là đôi khi sự thất bại nó chính là một bài học cho bạn trải nghiệm. Bạn cần nhìn vào đó để biết rằng mình đã ngã ở đâu và tránh không ngã nữa, tức là cho mình một bài học kinh nghiệm. Nhưng cũng có những bạn nên nhìn toàn bộ vào cả một tờ giấy trắng để nhìn thấy xung quanh còn rất nhiều chỗ để chúng ta viết, chúng ta vẽ, chúng ta xây nên ước mơ. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi được nhận thức, tư duy một cách phù hợp thì chúng ta mới có thể tìm được sự hạnh phúc, sự bình yên cho tâm hồn.
đừng biến mình trở thành người hoàn hảo mà hãy biến mình trở thành một phiên bản hoàn hảo của chính mình. Đúng rồi. Thì đó là điều tốt lắm rồi. Thông điệp rất là hay. Vâng. Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian trao đổi với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.